mọi người đã quay trở lại với series Unbox. Và nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là Bled X-Line 911. Và X-Line là một thương hiệu tăng sáng mà anh chị đã quá quen thuộc rồi bởi những sản phẩm như Bigum F10, F10 Turbo hay là Bled V30 Ultra và những series 1.8 inch như là F+ series. Và ngày hôm nay, để khẳng định vị thế của mình hơn nữa trên thị trường tăng sáng tại Việt Nam thì X-Line tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm Bled. Đây là một sản phẩm siêu pha thuộc top đầu phân khúc trên thị trường hiện nay. Và ngay bây giờ mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết sản phẩm này nhé. Và đầu tiên khi mà nhìn vào hộp, chúng ta sẽ thấy một gam màu xanh và trắng chủ đạo. Tên sản phẩm thì được đặt ở giữa rất là to là 911. Và ở xung quanh chúng ta sẽ có những cái thông tin như là bảo hành 3 năm, len 3 inch, nhịp màu 3000K ở hai mắt trợ pha và nhịp màu 5500K là nhịp màu của sản phẩm. Và sản phẩm thì hỗ trợ dòng điện từ 12 đến 16V. Đằng sau chúng ta sẽ có thông số của sản phẩm. Và ngay khi mở hộp ra, chúng ta sẽ thấy hai quả bi được cố định rất là chắc chắn bởi các nút xốp xung quanh như thế này. Và hiện trên màn hình sẽ thấy được mã QR code. Với mã này, sau khi anh chị lắp đặt về có thể kiểm tra xe của mình đã được kích hoạt bảo hành điện tử chưa. Điều này cũng chứng tỏ anh chị đã lắp đặt hàng có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng. Và tiếp theo, bên trong hộp sẽ có những cái chân đế như thế này và để cho mọi người lắp đặt cho những dòng xe H4 hoặc là những dòng xe có chóa halogen. Và điều này cũng sẽ giúp cho không cần phải đục khoét chóa đèn quá nhiều và từ đó giữ zin cho xe một cách dễ nhất. Và về body của sản phẩm, được lấy cảm hứng từ một hãng xe thể thao cho nên sản phẩm này cũng có hơi hướng thiết kế mang phong cách thể thao. Body với tone chủ đạo là đen và được nhấn màu xanh. Nhìn vào sẽ thấy phần len được trang bị hai mắt trợ pha. Phần đuôi đèn thì được thiết kế dạng chân xoáy linh hoạt giúp giữ zin và thay thế trực tiếp mà không cần khoan đục. Và điều này cũng sẽ giúp cho chủ xe dễ dàng về zin khi mà cần thiết. Các khe rãnh bên hông giúp thoát nhiệt nhanh chóng cùng với các đường nét sắc sảo đem lại diện mạo tinh xảo cho sản phẩm. Và toàn bộ thân đèn đều được hoàn thiện bởi vật liệu cao cấp là aluminum, giúp cho tổng thể được cứng cáp cũng như bền bỉ hơn. Và tiếp theo mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết các bộ phận bên trong. Ở đây em đã tháo rời các bộ phận ra, bao gồm sẽ có là bề phần mặt len, bên trong cấu hình và phần nắp ở body cũng như là chóa phản xạ. Ở đây em có bề mặt len, hãng đã tinh tế cải thiện sản phẩm này bằng cách làm mờ khu vực ngay dưới hai mắt trợ pha. Điều này giúp giảm độ chói cho các xe đi đối diện. Và đến thời điểm hiện tại chưa có dòng bi nào trên thị trường tích hợp lớp chống chói tiên tiến là có lớp dạ ở ngay đây như bề mặt len của Bled 911. Tiếp theo thì chóa phản xạ được phủ một lớp nano siêu mịn giúp cho ánh sáng bắn ra ngoài được mịn màng và sắc nét đồng đều hơn. Bên trong trang bị 6 nhân led size bự thuộc thế hệ mới, cho ra công suất 50W ở chế độ cốp và vùng ánh sáng có chân sáng cong tạo cảm giác thời thượng giúp dịu mắt hơn. 75W cho công suất khi ở chế độ pha sẽ gồm 3 nguồn phát sáng. Một là khi mở màn chập, 6 chip led bắn ra và cộng với 2 nguồn từ hai mắt trợ pha. Các nhân led của 911 sở hữu đều là nhân led Ultra được đặt trên đế đồng DTP cao cấp, giúp gia tăng khả năng tản nhiệt cũng như tăng độ bền cho ánh sáng khi hoạt động. Ở mỗi vị trí chip led đều có công nghệ cảm biến nhiệt. Công nghệ này sẽ giúp điều hòa công suất hoạt động của ánh sáng để từ đó duy trì tuổi thọ cho đèn. Với ánh sáng hoạt động vượt trội thì hệ thống tản nhiệt của sản phẩm này cũng được nâng cấp nhờ sự kết hợp giữa quạt tản nhiệt và khối aluminum. Đặc biệt với chóa phản xạ chính của cốt còn được trang bị thêm khối tản nhiệt aluminum là nhôm, giúp duy trì ánh sáng ổn định và đảm bảo nhiệt độ bên trong đèn luôn cân bằng. Hai mắt trợ pha của Bled 911 có hai ống đồng tản nhiệt riêng nối từ chip led đến khối nhôm. Nhiệt lượng sinh ra dẫn xuống khối nhôm và quạt sẽ đẩy nhiệt ra ngoài, giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng, đảm bảo hiệu năng của đèn và tăng tuổi thọ cho sản phẩm hơn. Ở sản phẩm này có sự khác biệt về quạt tròn, điều này sẽ giúp cho diện tích bề mặt ở phía dưới giúp cho khối aluminum to hơn và từ đó sẽ giúp cho hệ thống tản nhiệt được duy trì làm mát ổn định hơn. Và vừa rồi là những gì về X-Line 911. Và sản phẩm Bled này thì sẽ có giá niêm yết là 7.9 triệu cho một cặp. Sản phẩm được bảo hành 3 năm trên toàn quốc với các hệ thống đại lý chính hãng của X-Line. Nếu như anh chị nào đang có nhu cầu để sở hữu sản phẩm này thì hãy để lại thông tin ngay phía dưới. Đội ngũ bên em sẽ liên hệ tư vấn cho anh chị ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.